Namaste. Chào mừng các bạn đã trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài tập yoga trị liệu cổ vài ngày, ngày số 6. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem kênh YouTube của Hằng Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh nhé, cái nút hình quả chuông màu đỏ bên dưới video đấy, để chúng ta sẽ luôn luôn nhận được các video mới ra bài tập hàng ngày của Hằng Nga. Và cũng đừng quên nhé, bấm theo dõi trang Nguyễn Hằng Nga Yoga để luôn luôn cập nhật các thông tin dinh dưỡng, sức khỏe và các bài tập yoga. Bây giờ hãy sẵn sàng, chúng ta trở về trên thảm đến với bài tập. Hãy trở về trên thảm trong tư thế trái núi. Hai chân mở rộng bằng hông. Bạn hãy cuộn xương cụt lại, đẩy ngực lên, giữ cho lưng của mình được thẳng. Hai tay chống cạnh sườn, hít vào, ngả đầu về sau. Thở ra, cúi gập đầu xuống. Chúng ta hãy cảm nhận nào, hãy thả lỏng toàn bộ vùng cơ vai và khớp cổ nào. Hít vào, ngả sau. Thở ra, gập xuống. Một lần nữa, hít vào, ngả xong. Ta giữ đẩy. 5 4 3 2 1 Thở ra hết. Cúi đầu xuống, gập sát cằm chạm hõm cổ, mắt nhìn xuống. 1 Hít thở đều, hít thở sâu. 2 3 Cảm nhận toàn bộ vùng cơ cổ đang được căng giãn. 4 5 Hít vào, mình thở dài. Hít vào, thở ra, xoay sang trái. Mắt chúng ta nhìn sượt qua vai trái ra phía xa đằng sau. Hít vào, về giữa. Thở dài, xoay phải. Hãy nhớ, trong quá trình xoay hai vai của chúng ta luôn giữ nguyên. Hít vào, về giữa. Thở ra, sang trái. Chỉ quay một đầu thôi nhé. Hít vào, về giữa. Vai giữ nguyên, thở ra, sang phải. Lần cuối, hít vào, về giữa. Thở ra, qua trái. Ta giữ ở đây nào. 5 Hít thở sâu. 4 3 Hít thở đều. 2 1 Hít vào, về giữa. Thở ra, sang phải. 1 2 3 4 5 Hít vào, về giữa. Thở dài. Tay phải của mình nhấc lên, mình đặt phía sát má bên phải nào. Hít vào. Hãy cảm nhận nào. Thở ra. Ta giữ ở đây. Ta dùng kháng lực nhá. Cái tay phải của bạn thì đẩy, đẩy cho cái đầu của mình nó sang bên trái. Nhưng mà cái đầu của mình để giữ kháng lực, đẩy lại cái tay đó. Nào ta giữ. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào, thở ra. Đổi bên, tay phải mình đặt sang má bên trái, tay trái đặt sang má bên trái. Mình có xu hướng đẩy qua phía bên phải một mặt, thì cái cổ của mình vẫn giữ kháng lực và đẩy lại phía bên trái. 1 2 3 4 5 Hít vào, mình thở ra. Xoay cổ nào. Hít vào ta nhẹ nhàng. Xoay cổ từ phải sang trái. Thở ra nào, bắt đầu. Nhẹ nhàng. 5 4 Hít thở sâu. 3 Thở đều nào. 2 Và 1 Hãy đảo chiều ngược lại, trái sang phải. 1 2 Hít thở nào. 3 4 5 Hít vào, mình thở ra. Hít vào, hai tay của chúng ta vươn sang ngang,
lên cao mặt, rồi thở ra, đặt sàn về phía trước, cánh tay song song với sàn, tiếp tục hít vào vòng tay ra, vươn lên cao, mắt nhìn theo tay, thở ra, hạ tay sang ngang, mắt nhìn theo tay. Một lần cuối, hít vào, vươn rộng cánh tay lên nào, rồi mắt nhìn theo tay, ta giữ ở đây, 5, siết cơ bụng, 4, cuộn xương cổ, 3, siết thêm cơ đùi, 2, và 1, thở ra hết, hạ tay xuống. Tiếp tục, hít vào, hai tay của chúng ta dang ngang nào, cánh tay dang ngang mình, đẩy ngực của mình lên, mở vai ra, thở ra vươn lên phía trên, hít vào dang ngang, đẩy ngực lên, thở ra vươn lên. Một lần nữa, hít vào dang ngang, đẩy ngực lên, ta giữ đây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, mình hạ tay xuống, thở ra. Hai tay của bạn dang ngang và chúng ta sẽ chống vào bàn tay mình để bên cạnh bên cầu vai của mình. Hít vào, thở ra, dang tay sang ngang. Hít vào, hai tay để về khuỷu tay. Thở ra, sang ngang. Hít vào, đặt vào cầu vai. Thở ra, mình giữ nào, 5, đẩy ngực lên, 4, mở vai, 3, 2, và 1, hít vào, chụm hai trỏ tay lại về phía trước, thở ra. Bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược, xoay tròn vai, mở từ phía trước, xoay ra phía sau, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nào, 5, 4, mềm vai ra nào, 3, 2, và 1, hít vào, thở ra trở về phía trước. Bây giờ ta đảo ngược chiều lại, 1, 2, mềm vai ra nào, 3, 4, 5, hít vào, mình thở ra, buông tay xuống. Tiếp tục, mà sẽ quay ra phía đằng sau để cho chúng ta dễ quan sát. Hít vào, hai tay mình vươn lên cao. Tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, kéo qua bên trái. Đẩy ngược lên nào, cố gắng mình ngẩng đầu lên, ta giữ đây nào. Nào, thả lỏng đôi bờ vai ra nào. 5, tay phải mình đặt ở giữa lưng. 4, mềm người ra nào. 3, 2, giỏi lắm, 1, hít vào, hai tay vươn thẳng lên, thở ra, tay phải nắm lấy khuỷu tay trái, rồi mình kéo qua bên phải, hãy đẩy ngược lên, ngẩng đầu lên nào, mình mềm người ra, 1, 2, 3, 4, 5, hít vào, mình thở ra, mình buông tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng sợi dây để hỗ trợ nhé. Các bạn hãy sử dụng sợi dây tập yoga để hỗ trợ chúng ta trong quá trình bài tập. Hít vào này, tay trái của bạn đưa xuống bên dưới và úp ngược cái mu bàn tay vào gò lưng. Tay phải của mình vươn lên cao, lật bàn tay về phía sau. Bạn sẽ nắm lấy sợi dây ở trong tay và chúng ta cố gắng mình móc hai tay vào nhau. Nếu mà chưa móc được hai bàn tay vào nhau, các bạn sẽ sử dụng sợi dây. Chúng ta sẽ lưng theo với sợi dây như thế này đó, để mình có thể mình giữ được. Nếu các bạn đã nắm được rồi thì chúng ta sẽ không cần sợi dây nữa, mình sẽ bỏ sợi dây ra ngoài, móc hai tay vào nhau. Khi móc được rồi, bạn hãy cố gắng lên hai cổ tay mình nắm lấy nhau. Bây giờ hãy giữ ở đây nào. Đẩy ngực lên nào. 5, 4,
lần hai tay vào nhau. 3, 2, 3, 1. Hít vào, thoát thế, mình thở ra. Ta sẽ đảo ngược lại. Hít vào, tay phải đặt xuống dưới sát lưng, úp vu lòng bàn tay vào lưng của bạn. Tay trái vươn lên, lật ngửa lòng bàn tay về phía sau, cố gắng. Mình móc hai tay vào nhau. Nếu bạn vẫn chưa thể móc được, chúng ta sẽ sử dụng sợi dây, mình lân theo đầu sợi dây. Móc được rồi hãy cố gắng. Mình lân hai cái tay mình bám được vào cổ tay và càng gần nhau thì càng tốt. Đẩy ngược lên nào, mềm người ra. Ta giữ nào, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, mình buông hai tay xuống, thở ra. Hãy quan sát kỹ. Hít một hơi, hai tay chúng ta chắp lại phía sau mông, đưa lên về gần phía lưng. Thở ra, bạn hãy lật ngược cái tay của mình lên. Lật ngược tay của mình lên như thế này. Rồi, nếu căng, bạn sẽ dừng tại vị trí này. Nếu còn khả năng, hãy tiếp tục đẩy lên trên cao. Và chúng ta giữ ở đây nào. Mỗi một lần thở ra, người mềm bạn lại đẩy lên cao hơn một xíu. Và bây giờ ta giữ đây. 5. Mềm người ra nào. Chỗ nào căng, chỗ nào cứng, chúng ta đưa hơi thở vào đó. 4. Đẩy lên cao hơn nếu có thể. Nếu căng bạn sẽ giữ tại vị trí đó thôi. 3, 2 và 1. Hít vào, thoát thế nhẹ nhàng, hạ thấp tay xuống. Rồi đến phần sát mông, bạn làm lật ngược lại. Mình thở ra, hít vào, mình thở ra. Bạn nhẹ nhàng tay phải nắm cổ tay trái, ta xoay nhẹ nhàng nào, đổi bên. Tay trái nắm cổ tay phải. Hít vào, hai chân của bạn mở rộng ra. Hai bàn chân của mình song song với nhau. Vươn hai tay lên cao. Đẩy ngược ra. Vươn dài lưng, hãy kéo dài cột sống ra. Rồi hai tay của bạn nắm lấy hai bên đầu gối. Lưng của mình song song với sàn. Nếu bạn căng, chúng ta sẽ dừng tại mức này. Hãy nhớ nào, đẩy ngực của mình lên, giữ cho lưng của mình được thẳng. Rồi ta giữ ở đây 5. Nếu bạn còn khả năng thấy người mềm, ta có thể nắm xuống sâu hơn một xíu. 4. Còn khả năng hãy nắm xuống tận dưới cổ chân. Căng mức nào chúng ta dừng mức đó. Hãy lựa chọn cho mình một mức độ luyện tập phù hợp. 3. Đẩy ngực lên nếu còn khả năng. Hãy từ từ gặp người xuống nào. 2. Đẩy ngực lên nào. Thẳng lưng. Nếu căng mình sẽ dừng và không tiến thêm các bạn nhé. Và 1. Hít vào, buông tay phải ra. Nắm lấy cổ tay trái, hai tay nắm lấy bên cổ chân trái của mình nào. Và nếu còn khả năng, bạn hãy đưa người áp dần vào chân trái. Nếu căng thì sẽ dừng tại đó thôi nhé, không áp tiếp. Giữ nào, 5 4. Mềm người ra nào. 3 2 và 1. Hít vào, mình buông tay, thở ra, hai tay nắm lấy cổ chân phải, đẩy lên giữ cho lưng mình được thẳng. Nếu căng chúng ta sẽ dừng tại đây. Còn khả năng bạn tiếp tục gập người vào chân nào. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, hai tay chống xuống thẳng, mình thở ra. Tay phải chống giữa người, hít một hơi vươn căng tay trái lên trần, thở ra. Ta giữ đây nào, 5. Cố gắng hai mông của mình không lệch nhau. 4. Đẩy ngược lên. 3 2 và 1. Hít vào,
chống tay trái lại xuống giữa. Thở ra, đổi bên tay trái chống giữa người. Hít một hơi vươn, căng tay phải lên nào. Bạn người, cố gắng hai mông không để nhau. Một, hai, ba, bốn, năm. Hít vào, chống tay xuống. Thở ra, hai tay của bạn chống ngang hông. Hít một hơi nở, nhẹ nhàng. Rồi chúng ta nâng người lên. Từ đây, bạn hãy thu gọn hai chân của mình lại nào. Rồi, hai tay chúng ta vươn lên chắp trước ngực. Hãy nhắm mắt lại. Rồi mình hít thở sâu nào. Hít vào, mình thở ra. Hít vào, mình thở ra. Rồi từ đây bạn hãy nằm xuống thẳng. Tư thế cây cầu, hai chân cao lại, gót chân sát mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Hai tay của bạn để gần gót chân. Hít một hơi, thở ra nào, nâng bụng bạn, nâng hông lên khỏi thẳng, nâng cao nào, đẩy ngực lên. Ta giữ đẩy 5 4 3 2 3 1. Hít vào, hạ người xuống. Thở ra, duỗi rộng hai chân ra sát trên. Hai chân duỗi rộng sát ra hai bên mép thảm. Hai tay duỗi xuôi dọc theo thân. Lòng bàn tay ngửa. Hãy từ từ thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nhắm mắt lại. Hít vào thật sâu. Mình thở ra thật chậm. Hít vào, mình thở ra. Hít vào, rồi mình thở ra. Rồi bạn hãy từ từ mở mắt ra. Chúng ta chống tay, nghiêng người sang một bên. Rồi mình nâng người ngồi dậy. Trên đây Hà Nam hướng dẫn chúng ta bài tập trị liệu cổ vai gáy của ngày số 6. Hãy nhớ luyện tập thường xuyên và đều đặn. Đừng quên để lại cảm nhận của mình xuống dưới video cho Hà Nam biết nhé. Hà Nam xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Namaste. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hà Nam trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Nga để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Nga xin chào. Bye bye.